Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Dragon Bull. Để tham gia vào sự kiện Airdrop từ dự án Dragon Bull, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Và tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Dragon Bull, mọi người sẽ ăn chia được 152 triệu token DB MFT từ dự án này, cộng thêm 3.040 quẻ trứng rồng từ dự án Dragon Bull. Về số lượng người chiến thắng chỉ có 3.040 người may mắn nhận thưởng. Và mỗi người sẽ nhận được 50.000 token DB MFT cộng với một quẻ trứng rồng. Và sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 12. Và dự án sẽ có kết quả vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Rồi để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án này, đầu tiên mọi người tiến hành nhập địa chỉ ví ở mạng Binance Smart Chain của mình. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ join group và channel của dự án trên Telegram. Tiếp theo mọi người quay trở lại group của dự án này. Rồi mọi người tiến hành vào group của dự án này. Mọi người tiến hành mời ít nhất 5 người bạn của mình để tham gia vào nhóm. Cách mời mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên mọi người thấy một người bạn trong nhóm này của Hà đang làm không à? Mọi người click vào avatar của Hà, mọi người copy username của mình của Hà cho mình. Rồi mọi người lưu lại. Mọi người lưu lại một bài một mục của mình. Lưu ý rằng mọi người nên copy những tên mà Hà đang làm sự kiện Airdrop giống mình. Rồi mọi người cứ copy tên Hà, rồi mọi người lưu lại một đúng số lượng là 5 người, mọi người gửi vào farm cho mình. Đầu tiên mọi người copy số lượng 5 thành viên mọi người để mơ được. Mà Hà để làm được sự kiện Airdrop. Như mọi người có thể thấy, rất là đơn giản ạ. Click vào avatar của Hà, rồi mọi người copy username của Hà là ok ạ. Về dự án sẽ chắc chắn không chết lại nên mọi người yên tâm. Rồi mọi người gửi vào trong nhóm cho mình. Sau đó mọi người gửi vào quay trở lại form mình làm sự kiện Airdrop. Rồi mọi người dán vào một đây nữa. Sau đó mọi người continue cho mình. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người tiến hành retweet bài post của dự án này. Rồi mọi người tiến hành like và retweet. Retweet ạ. Tiếp theo mọi người quay trở lại form, mọi người click vào continue. Sau đó mọi người tiến hành follow fanpage của dự án này. Rồi mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người quay trở lại form, mọi người click vào continue. Ship bài post. Rồi mọi người tiến hành chia sẻ bài post của dự án và gắn thẻ lên bạn bè của mình. Rồi mọi người tiến hành like, rồi chia sẻ like ok. Mọi người không cần phải gắn thẻ. Vì dự án này chắc chắn sẽ không chết lại. Sau đó mọi người gửi link mình để chia sẻ bài post. Mọi người phải một phần nhúng cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành sao chép mẹ. Rồi mọi người gửi bài phần. Tiếp theo mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube của dự án. Rồi mọi người continue. Rồi để nhận thêm điểm bonus từ dự án này, mọi người có thể mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện. Điểm bonus mọi người càng nhiều thì cơ hội lọt về top 200 người thằng rep để nhận thêm phần thưởng từ dự án này rất là cao. Video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.